Bắt không? Bắt luôn nhỉ. Con này rồi ăn được 3 con cũng đã rồi. Cha quay lại con coi. Bẻ chân nó chưa? Đi lên. Chụp chụp mấy đầu luôn cha. Đưa ra trên. Cắt đuôi hả? Cắt đầu. Kiếm cho miếng gì mốt mà bể bỏ vô cho nó đeo. Nhất 20 con ngái có con này ngồi nhất. Nãy bên kia có nữa không cha? Ừ. Còn sau kia nữa phải không? Ở đâu? Sau kia. Chưa nhập lại phải không? Sau kia không à? Sau kia cũng có nhát mà. Kiếm cái miếng gì để vô miếng cho nó nổi nổi trên cho nó đen. Ở này cái mẹ. Ở cái đó họ bỏ cho thục với cha mẹ không bán. Ở lửa gì đó làm sao sao đó. Thùng nào cha? Không có thì chút ta dục xuống đó thùng đó đó. Lúc này lúc này. Cha nó bự á. Một tôm cha bằng. Cha nổi con bự. Cá kèo quá nha. Mấy cái thùng vàng vàng đó nha. Cuối nước ra nước lên nhiều có nước là nó đi quá ưa. Được lên ký rồi ký với hả cái hả cái dạng cây cái phèn này đây là một can á. Ồ, bán lịch nhà cho gắn ăn. Con gạch một cái để mình luôn.
vàng nữa. Quăng ngược rồi, rồi. Cũng ít là không có nhiều cái đâu. Nhớ lịch trình. Chưa tản mà sao? Còn nước nhiều quá mà. Còn nhiều sức lớn mà xả chứ. Lớn sợ cái đó dài dữ lắm. Có bự ha. Để con chịu nước không? Nước đi. Cũng 60 kg ạ. Có đó. Hả? Ừ. Nhiều chứ. Có cua hả? Rồi, nhìn vô. Con nè. Đang ăn bánh chocoba giờ ăn nè. Bánh nhạt. Bây giờ có thường gấp cẩn hơn chứ có gì đâu.